Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Mô Tô Vlog, Quân Béo Mô Tô Hà Đông. Ngay sau lưng mình đây là chiếc Honda CBR 500 phân khối. Một đứa con hoang, một đứa con bị bỏ rơi của nhà Honda. Một gọi là chiến thần mất giá. Gọi là gì? Ông Hoàng tụt giá. Hoặc là chiếc xe mà chơi, chiếc xe mà lỗ đến 7-80 triệu anh em. Mới tinh luôn, đập thùng này. Ngày xưa chủ xe bỏ ra mất 200 triệu để sở hữu chiếc xe này. Và bây giờ là mình mở nổ máy lên cho anh em này. Đấy, 2.436 cây. Và bây giờ xe nó chỉ còn, xe của nó bây giờ chỉ còn chưa đến 130 triệu cho một chiếc xe này. Mình nổ máy lên anh em nhá. Anh em nhìn lốc máy này, nó còn đẹp không một vết xước luôn. Ngay cả cái tem này, tem đây vẫn còn luôn, tem của hãng ấy. Đấy, chưa làm gì, bắt đầu tua tốc cao anh em. Chiếc xe cực kỳ là mới, hơn 2.000 cây. Và bây giờ anh em chỉ phải bỏ ra là hơn 100 triệu để mua chiếc xe này. Đỡ đi được khoảng tầm 70 triệu đến 80 triệu. Chiếc xe này ở biển Hà Nội luôn anh em nhá. Này, tem dán của số khung số máy này vẫn còn luôn này, Thái Lan này. Cái này là cái mã số của số khung cho anh em nhá. Đấy, mã của số khung luôn. Đây các bạn nhìn này, 5063 này. Ở đây à, ở đây có số khung này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây là số khung này. Đấy, mã của số khung luôn. Thì chiếc xe này mình đầu tiên là mình sẽ đừng bán với giá là 124 triệu. Và xe mình cam kết là gì? Xe chính chủ một đời chủ, cộng với thêm là gì? Cộng với thêm là xe đồng hồ Orozin, không tua, không động chạm, zin nguyên bản 2.436 cây. Anh em cần chủ xe xác nhận, mình cũng có thể liên hệ chủ xe xác nhận cho các bạn được. Tiếp theo nữa là chắc chắn rồi, xe không đâm đụng tai nạn. Bao luôn cho anh em check ở Big Buy doanh thu, hết Honda hay là gara do người mua chỉ định, hay là thợ. Và chiếc xe này tháo ra không một vết lẫy nhựa nhá. Đây các bạn nhìn này, con zin này để ở đây, tem zin luôn nhá, xe tem zin và chưa dán tem bảo vệ, tất cả là zin hết. Bản này là đen đỏ, đen đỏ nhìn rất là chiến và ngầu đúng không anh em? Ok, hôm nay cùng đi review xem chiếc xe này nó tại sao lại chỉ có giá 120 triệu thôi, và thêm nữa là tại sao lại được gọi là chiến thần của cái việc giảm giá, và tụt giá là tụt bao tiền, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhá. Ok anh em, trước tiên vào xe thì mình sẽ review cho anh em thêm cái những cái này. Đầu tiên là gì? Chủ xe độ những cái món này. Đầu tiên là gì? Là một cái kẹp điện thoại rất xịn luôn, chống rung. Đấy, kẹp điện thoại bắt vào kẹp sport, bắt vào đây. Đấy, một cái kẹp điện thoại. Tiếp theo nữa là gì? Một cái pad biển CNC. Đấy, cái đuôi zin của nó lòi ra. Một cái pad biển CNC kèm với thêm một đôi xi nhan zin đã bắt vào đây. Đấy, pad biển CNC. Chủ xe chỉ có lên vậy thôi, giúp được thêm cái dè chắn bùn loại phân khối lớn, nó rất là dày nhá, chuẩn luôn cho CBR 500. Anh em thấy không, cái pad nó dày, nó không phải như cái loại Sắc Power 300.000 đâu, cực kỳ dày và cứng cáp. Đấy, thì đây là cái đống đồ chơi lên. Và bây giờ mình quay trở lại là xe zin, thì anh em nhìn cái lốc máy này không cần phải lau dọn vệ sinh gì, nguyên bản còn như này luôn. Đấy, màu sơn này là đặc trưng của nó nhá, màu sơn vàng già đồng, và rất khó để sơn được cái lốc nồi như này. Anh em thấy là cái lốc này là hay giống con lốc của CB650 với cả lốc cái vành xe của CB650, nó sẽ ra màu này. Anh em CB150-300 rất thích cái màu này đây. Đấy, đầu tiên là cỗ máy trái tim của nó, hai máy nha anh em, máy giống Rebel 500 CB500X với con CB500F. Đấy, khung sườn giống cả CB500F luôn. Đấy, và đây là bản sport. Con này mình đã từng sở hữu, thì anh em biết là mình đã quay review cho anh em bán chiếc này ở những cái thời điểm 2 năm trước, giá tận 150 mấy triệu cơ. Thì chiếc xe này ấy là chiếc xe mà thụt ống lồng nên là chạy cực kỳ êm luôn, êm và dễ sử dụng. Và máy, cỗ máy hai máy chìa đây anh em nhé, chìa nó còn có cả chìa hít luôn này. Đó, tức là chìa gì, chìa không thể đánh được nếu mà chúng ta không có lắp cái bộ hít đây. Bộ hít nó nằm ở dưới, và nếu không phải cái chìa chuẩn của nó sẽ không bao giờ mở ra được nha anh em nhé. Đấy, đây là chìa HISS, gọi là chìa hít. Mà chìa hít này thì anh em CB400 hay biết rồi, CB650R cũng có, CBR650 cũng có. Thì
chiếc xe này. Trở lại với câu chuyện là gì, mình đã từng sở hữu và phục vào ống lồng nên nó rất là êm ái. Cỗ máy sử dụng cỗ máy hai máy nên là nó mạnh lắm và rất là mượt, thì khi mà anh em lên tốc lên tiếp các thứ nó nhanh, trong phố nó lanh. Thêm cái điều nữa là một chiếc xe mà Honda đã rất chuộng người dùng của châu Á, đấy là gì, yên rất thấp. Với những con xe này anh em cao 1m6 cũng có thể chơi được luôn, 1m6 và nặng khoảng tầm 50 cân 60 cân vẫn chơi được. Anh em nào 1m7 ngồi lên thì quá đẹp luôn, còn anh em nào 1m9 ngồi lên sẽ hơi bị thấp, 1m8 thì ngồi lên cũng sẽ thấy là gì, nó xe hơi bị lùn đấy. Thì với những anh em 1m75 trở xuống đến 1m65 đều có thể sử dụng chiếc xe này được. Và với chiếc xe Jeep này thì nó cho một cái vận hành khá là ngon, nhưng mà nếu mà anh em mà thấy hưng phấn hơn, mong muốn nó mạnh mẽ hơn, hưng phấn hơn với một chiếc xứng đáng một chiếc Big Bike hơn, thì anh em thay cho mình cái bô là xong. Đây anh em nhìn quả bô Jeep gần như không xước sát gì. Nhà chủ cũ của chiếc xe này là ở Hữu Bằng, Thạch Thất, thì anh em có thể biết được là mảnh đất Hữu Bằng anh Hùng là rất là giàu. Trời ơi, anh em Hữu Bằng thì tài chính thì quá là mạnh luôn. Dân anh em làng nghề mà tất cả, như mình được biết là tất cả đồ nội thất ở cái đất miền Bắc này đều qua tay của anh em Hữu Bằng làm hết. Và chiếc xe chủ xe gần như để ở nhà và không đi đến nhiều, nên là chỉ 2021 thôi mà ô tô nó chỉ có 2.000 cây. Anh em mua chiếc xe này sẽ tiết kiệm luôn được là 70 triệu. Và bây giờ là có CBR500 này sẽ có bản đời mới là thụt upside down kèm với là phanh hai đĩa. Đấy, thì bản này là bản đời mới, bản CBR500 đời mới hơn là thụt upside down. Nhưng thụt upside down thì trông nó ngầu hơn, nhưng mà lại nó không êm được như thụt ống lồng vậy đâu. Còn thụt ống lồng này rất êm luôn và ngon. Ok anh em, và nhà mình rất nhiều đồ chơi cho chiếc Honda CBR500 này, như tổng phanh, tổng côn, bô, slip on, heo Brembo, rồi dây dầu các thứ mình đều có. Anh em nào có nhu cầu mua xe và độ xe luôn mình cũng nhận luôn nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những video sau. Bye bye các bạn. Hello anh em, hôm nay sẽ review cho anh em chiếc Honda Rebel. Như các bạn đã theo dõi ở trên fanpage của mình ấy, hay là Facebook cá nhân, hay là fanpage của Quân Béo Moto Vlog mua bán xe, thì chiếc Rebel này là màu đỏ. Đây này, vẫn còn một tí cái bình xăng này màu đỏ này. Nhưng mà tất cả những cái này mình đã dán đen về rồi nhá, để làm gì, để khách phân biệt được. Còn này đã là bình xăng zin màu đỏ, nhưng lên ốp bình xăng của Diablo. Đấy, nhỏ điện đây. Ô đồ 21.000 cây, đã thay lọc gió, đã thay nước mát, đã thay dầu máy, tất tần tật các thứ rồi. Và độ lên cho khách như này. Đấy, máy ngon chưa, 2.000 cây, thay cả lọc gió rồi nha anh em. Lên con bô kiểu hắc lây, độ thiên solo. Bài này thì vẫn nhẹ nhàng thôi, vì chủ xe mua xe của mình xong, sau đấy là độ lên, nên là tài chính nó còn đang hơi hạn hẹp. Tài chính nó chỉ còn như này thì mình bắt đầu là mình độ lên theo ý khách. Sau đấy là khi mà lấy được biển số biển chiếc về xong rồi, là lúc đấy là chủ xe sẽ lên nốt một